trai đẹp Edendo chính thức ra mắt trong sổ sứ mệnh mùa 11. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về sức mạnh của vị tướng xạ thủ này. Đây là một vị tướng xạ thủ vô cùng ảo diệu và cực kỳ mạnh. Để mà chơi tốt được vị tướng này, các bạn cần phải rèn luyện thường xuyên. Cái độ ảo diệu của nó được khẳng định bằng cái bộ kỹ năng chiêu 1, chiêu 2 và chiêu 3 nhá. Tất nhiên là mình sẽ cần phải làm một cái video clip đấu trực tiếp để cho tất cả các bạn cùng xem. Hiện tại thì mình chưa được phép mang vị tướng này vào đấu danh được. Thế nên các bạn thông cảm giúp mình sẽ review chất tướng vị tướng này ở một trận đấu thường trước. Hiện tại nếu các bạn nào đặt trước sổ sứ mệnh thì các bạn đều có thể nhận được thẻ thử vị tướng này để có thể mang vào trải nghiệm nhá. Ok, chúng ta cùng trải nghiệm thôi. Ayon Seo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là vị tướng Edendo của chúng ta chuẩn bị ra mắt Liên Cờ Bài Việt Nam nằm trong sổ sứ mệnh, và ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về chất tướng của vị tướng xạ thủ vô cùng ảo diệu của Liên Cờ Bài. Đây là một vị tướng có độ khó cực kỳ cao nhá. Độ khó cực kỳ cao lý do là trong giao tranh các bạn vừa phải ngắm đến những mục tiêu yếu máu team bạn, mà các bạn còn phải vừa ngắm xem cái con bướm của chúng ta nó di chuyển đến đâu để các bạn có thể bắt bướm. Ngày hôm nay thì mình trải nghiệm sức mạnh vị tướng này hiện tại đang ở phiên bản chính và nhận sớm vị tướng này. Cũng như anh em thôi, đã có rất nhiều các bạn test vị tướng này rồi. Lý do là các bạn đặt sớm sổ sứ mệnh mùa 11 thì các bạn sẽ nhận được và nhận thẻ thử để test cái vị tướng là mới này nhá. Ngày hôm qua thì mình có đăng một video clip, và trong video clip đó thì có một người chơi Edendo. Mình đã nhận được một vài lời bình luận khá tiêu cực đến từ người xem, đó là chửi mình là mình nói vớ vẩn, vị tướng này đã ra mắt đâu mà kêu là chơi ở bản chính. Thật sự là mấy bạn ấy không có tìm hiểu một chút nào mà đã chửi mình rồi. Hiện tại các bạn có thể chơi được vị tướng này khi mà các bạn đặt trước sổ sứ mệnh. Đó, thế nên là anh em lưu ý một điều, nếu các bạn muốn test thì các bạn cố gắng đặt trước sổ sứ mệnh nhá. Hiện tại thì mình test không cái vị tướng này thôi, chứ còn chưa có trang phục. Thật sự là vị tướng này có trang phục rồi, nhưng mà mình không được nhận cái bộ trang phục. Đợi bao giờ ra mắt chính thức cái sổ sứ mệnh thì mình sẽ test cho mọi người sau. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành ganh với độ ảo diệu của Edendo. Nào, Frontino sẽ là mục tiêu đầu tiên nha. Sổ chiêu cuối bay qua tường bắt bướm, và sau đó chúng ta lướt bắt bắn tiếp, bắn sạch và đồng đội làm công việc còn lại. Các bạn đã thấy cái độ ảo diệu chưa? Lướt lên và lướt về, sau đó là bắn, bắn không ngừng nghỉ, bắt bướm các kiểu. Chơi vị tướng này các bạn cần phải thật sự là nhanh tay nhanh mắt. Tiếp tục mình cố gắng kiếm một mạng nhưng mà không được rồi, chỉ là hai mạng hỗ trợ mà thôi. Ảo vậy, đã có các bạn thấy chưa, sát thủ đấu sĩ Frontino không thể tóm được đối với vị tướng Edendo. Kể cả trong trận đấu này team bạn cũng có Zephyr cơ động đi chăng nữa thì rất là khó tóm được Edendo nhá. Bây giờ thì sẽ tiến hành ăn luôn cái con rồng này. Lượng đam chủ yếu thời điểm đầu game, theo như mình đã test khá nhiều trận chứ không phải là mình test một trận đâu các bạn ạ. Nói chung là vị tướng này chơi khá khó, đánh ở phiên bản thử nghiệm và cũng như là đánh ở phiên bản chính rồi, mình cũng hơi bỡ ngỡ về cái gọi là cái vị tướng này, tại vì độ khó nó rất là cao. Lắm lúc các bạn sử dụng chiêu thứ hai cũng giống bản thân của mình, bắt bướm vớ vẩn, bướm bay thẳng vào trụ, sau đó là bắt bướm một cái thì là bị trụ bắn rồi chết. Đấy, thế nên anh em lưu ý cái điều đó nhá. Ui, sao lại cướp bùa của tôi rồi? Trời ơi, giết luôn anh em. Cái tầm này thì cứ lướt lên và chúng ta bắn hai lần, xong chúng ta là có thể sử dụng chiêu cuối để đẩy lùi đối phương, chúng ta tóm bướm phát nữa và bắn tiếp. Cứ nhặt bướm và bắn hai lần cường hóa rồi đánh tường. Đó, một mạng, tiếp tục đây là mạng thứ hai. Trời ơi, bay nhảy như chim. À mình quên lỗi, mình xin lỗi, đây là bướm chứ. Tiếp tục nha. Cố gắng kiếm mạng triple kill. Một phát mình làm phát ba cái liềm các bạn ạ. Nào, qua ra kill. Từ từ nha, thỏ đang mạnh lắm, mình đang yếu máu mà. Thời điểm đầu game, Edendo có lượng đam thật sự là quá bé nếu mà nói về một vị tướng xạ thủ. Nhưng mà bù lại một cái, khả năng tốt đánh của vị tướng này rất là ghê, kèm theo là cường hóa cái đòn đánh thường nữa. Các bạn thấy là bắn hai lần liên tiếp. Nhưng mà dù sao các bạn đi rừng, các bạn cũng cố gắng lên cho mình đó là cái cung báo tố đầu tiên nha. Các bạn cần phải lên cái cung báo tố đầu tiên, sau đó là các bạn lên cho mình có giày du mục, giày kim cương hoặc giày hộ vệ tùy anh em thôi. Sau đó là thương xuyên phá, ra khỏi trạng thái giao tranh các bạn sẽ được tăng tốc độ di chuyển. Phước cập kiếm, chắc chắn cần phải lên phước cập kiếm cho vị tướng này rồi. Sau đó là nanh Fenrir và giáp màu mạnh. Đấy là những trang bị cho Edendo.
Trước khi check bụi thì các bạn nhớ lướt chiêu 1 vào. Khi mà các bạn lướt chiêu 1 vào, nếu mà thấy đối phương ở đấy thì các bạn giật luôn về, bắt luôn bướm về nha. Thì như vậy thì các bạn sẽ không bị đối phương tóm. Nào, tiếp tục thử xem độ ảo diệu của Leonardo sử dụng chiêu cuối. Sau đó chúng ta bắt bướm, quánh tiếp Zamba Frotino. Cứ bắt bướm mà chúng ta cường hóa đánh tường. Trời ơi, thêm cả Zephyr nè. Nhưng mà nó trâu thật sự các bạn ạ, mình bắn như mũi đốt luôn ấy, khi không chết được thôi bỏ ạ. Ấy vừa xong là mình đã sử dụng lỗi, tại vì là mình lướt chiêu 1 lên, mình ấn phát thế là lại trở về, giống như kiểu cái bóng Murat vậy. Nó rất là giống cái kiểu như vậy luôn nha. Nhưng vì tướng sát thủ bây giờ bắt Edo thật sự rất là vất vả, có lẽ phải toát mồ hôi. Một mắt nhìn Edo còn yếu máu hay không, mắt còn lại sẽ phải nhìn theo cái con bướm của Edo nó di chuyển như thế nào. Kỹ năng thì các bạn nên cộng cái chiêu thứ nhất đầu tiên nha. Cộng full chiêu thứ nhất, sau đấy chiêu thứ 3, rồi đến chiêu thứ 2. Thì các bạn, tại vì cái chiêu thứ nhất này nó tạo ra cái độ cơ động cho Lando chủ động hơn. Còn chiêu thứ 2 thì khá là khó sử dụng đấy. Chiêu thứ 2 là chiêu bóp nhất của vị tướng này. Sử dụng chiêu cuối tiếp cận và sau đó là chúng ta cường hóa đánh tường. Một phát nữa là lên bảng bá đạo rồi. Rất là nhanh, ăn mạng trong nháy mắt thôi. Để mà chơi được tốt thì phải rèn luyện nhiều. Mình cũng nói rồi, vì tướng này mình đã test rất nhiều các bạn ạ. Chúng ta test 1 game không được, chúng ta test 2 game, test 3 game, test 4 game, test đến bao giờ chúng ta quen tay. Nên nhớ là bây giờ đang có thẻ thử thì các bạn nên test ở đấu thường. Tại vì bây giờ cũng chưa thể mác vác vào danh được đâu. Thẻ thử thì không có mang vào danh được nha. Một bé, trời ơi. Tiếp tục này, Zephyr đuổi cùng giết tận nên nhớ mình rất cơ động. Cứ lướt lên bắn cho chúng ta lại giật về thôi. Gì ở như vậy. Sau đó là sử dụng chiêu 2 bắt bướm tiếp. Trời ơi, rất là khó bắt được Endo. Ảo tung chảo các bạn ạ. Mình quên mất mình không xóa được cái file mod của cái bộ trang phục con LOL kia, ảo diệu thế. Các bạn thấy chưa, Frotino không thể bắt được mình. Đã phải chat những cái câu này phải thật sự là bó tay luôn đấy. Thôi chết rồi, từ từ. Ôi thôi, té ra các bạn ạ. Không nên liều mạng làm cái gì. Đối với phù hiệu thì trong trận đấu này mình sử dụng đó là phù hiệu thần quang. Sau khi tung chiêu hoặc là đòn đánh thường thì mình khi mà tung chiêu hoặc đòn đánh thường trúng mục tiêu, trúng tướng địch thì nó sẽ tạo ra một lượng sát thương sấm sét. Nếu các bạn đi rừng thì các bạn nên mang cái này. Còn đi đường thì nên mang đó là cái tinh linh. Bắt đầu cố gắng giết luôn Jenna nha. Sử dụng luôn chiêu cuối, sau đó chúng ta bắt bướm lên bảng nốt. Rất là khó bắt được vị tướng này. Mình đang rất mong chờ sổ sứ mệnh ra mắt xong là mình có thể vác vị tướng này vào leo danh. Các bạn nên nhớ ấy, là kỹ năng của Endo với kỹ năng thứ nhất, kỹ năng thứ hai, kỹ năng thứ ba, nếu mà các bạn sử dụng liền tù tỉ thì các bạn vẫn chỉ có một con bướm thôi. Tất cả kỹ năng của vị tướng này sử dụng liền một lúc cũng chỉ có một con bướm, không có hai con bướm xuất hiện nhá. Nếu mà có con bướm thứ hai chắc là chỉ có KDC trong trận đấu. Nào, Jenna lướt chiêu 1 lên sử dụng chiêu cuối. Rồi, nhưng mà mỗi tội là lúc mình sử dụng chiêu cuối thì mình không có bướm ra, tại vì kia chiêu 1 mình tạo ra bướm rồi mà. Lượt tiếp, nên nhớ bây giờ là mình đang rất là xanh. Vị tướng này đánh về lết càng mạnh nha. Vào đây, tất cả vào đây, bắt bướm phát nữa, xử lý thỏ, sau đó là giật bướm về. Sau đó là chúng ta sử dụng chiêu cuối bay qua tường. Các bạn thấy không? Nó cực kỳ ảo luôn. Thế này thì kể cả Zephyr mình còn liềm từ thần cơ mà. Một cái điểm trừ đối với thứ này sau khi mình trải nghiệm rất là nhiều trận, đó là máu cực kỳ giấy. Các bạn đối đầu với những vị tướng xạ thủ sốc sát thương, ví dụ như là Violet, nó bắn cho một phát thôi chắc các bạn mất nửa cây. Hoặc là các bạn gặp ngộ không thôi, nó cho các bạn một gậy là các bạn gần bốc hơi rồi. Vậy nên là lưu ý nha, đối với những vị tướng sốc sát thương này các bạn chơi cần phải cẩn thận hơn. Chứ còn anh em mà gặp đỡ đoàn đấu sĩ ấy, nói thật là đỡ đoàn đấu sĩ cũng rất là khó tóm được Alendo. Ăn thật là nhanh cái con tà thần này rồi, mình sẽ cố gắng kết thúc trận đấu sớm.
Mình sẽ đóng Nymphania thay vì cung tà ma. Các bạn có thể đóng cung tà ma cũng được, tùy cách chơi của các bạn thôi. Nên nhớ là khi mà các bạn có cung tà ma thì các bạn phải được bắn. Thì khi các bạn bắn thì các bạn mới được hồi phục máu à. Bây giờ team bạn đi lẻ dần đều rồi. Tốc độ đánh rất là ghê, cực kỳ phiêu bạn ạ. Ok, bây giờ chỉ cần ép lính lên thôi. Ui trời ơi, Zephyr của team tôi đang bị chúng nó bắt nạt nè. Quánh luôn, sợ cái gì, cái tầm này ấy, chỉ cần giữ vị trí thôi. Đó, các bạn thấy không? Cứ lướt lên bắn này, phát giật về. Hơi chóng mọt một xíu, nhưng mà nó tạo ra được một cái độ hiệu quả. Uầy, gắt vậy, tôi có liềm tử thần mà. Ui thôi, có liềm tử thần. Ây giời ơi, không mất được liềm tử thần các bạn ạ. Đây gọi là mình cực kỳ ên luôn. Liềm tử thần vẫn còn. Thỏ Slim lên bảng. Tiếp tục tung bướm ra và chúng ta bắt bướm. Có Zena định bắt bướm mình nhưng bạn ấy không tóm được. Cái nội tại của Endo nó giúp cho vị tướng này dọn lính cực kỳ nhanh. Nội tại đó là khi mà đánh thương sẽ cộng dồn cái ấn ký lên mục tiêu và đủ 3 ấn ký sẽ bùng nổ sát thương, các bạn có thể nhìn thấy không? Nó đánh dấu 3 mục tiêu 3 con lính ấy, mình đánh thường nó sẽ đánh dấu luôn lên 3 con lính đấy. Nó giúp vị tướng này dọn lính cực kỳ nhanh. Ok, chúng ta cùng chuẩn bị cấu rỉa tiếp này. Rất khó để có thể giết được mình nha, chúng ta cứ bắt bướm thôi. Vô cùng ảo diệu các bạn ạ. Và nốt cái mạng của Zena này. Ui thoải mái đi. Dăm ba tỏa Slim, mình có liềm tử thần, mình tự tin mà. Kể cả Zena vào đây, tôi còn liềm tử thần, mất liềm, có mạng. Ok, chắc có lẽ kết thúc trận đấu thôi, team bạn là đầu hàng rồi. Đấy là sức mạnh của vị tướng mới Elendo và cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.